Rồi hai chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Thể Thao Online. Thì trước mặt các bạn lúc này là mẫu xe rất là hiếm ở thị trường Việt Nam. Mẫu xe thì ở Việt Nam thì đếm trên đầu ngón tay thôi, đó là mẫu Hyundai Accent 5 chân gắn cần bơm của Junjin và với tầm vương là 55m. Kêu xong gì? Đây là mẫu xe là phiên bản là của nội địa Hàn Quốc với cản thấp nha các bạn. Mẫu xe rất là gấu. Về mẫu xe này thì nó được trang bị động cơ là B500 500 mã lực, mã là D6CE. Nó có màu vàng rất là đẹp. Sẽ đi vòng cho các bạn xem. Về thiết kế thì nó cũng thiết kế của Accent thì quá là quen thuộc rồi, với phần trước là cái mặt nạ theo thiết kế theo kiểu hát nước, với điểm nhấn là các thanh mã chrome chạy dọc phần ca lăng, tất cả là có 4 thanh, chính giữa là logo Hyundai. Đây là logo Hyundai tiếp. Bên đây là Trago Accent, các bạn đừng lầm, đây là mẫu Trago Accent của Trung Quốc nhé. Đây là bản của Hàn Quốc, nội địa Hàn Quốc với tiêu chuẩn khí thải là Euro 6. Đây. Đây là phần đèn pha của xe. Rất là đẹp. Do này phiên bản công trình phần cản nó hơi xấu. Đây, phần cản với các bệ bước chân. Dùng để bước chân lên để các bạn có thể rửa kính. Đây, phần đèn sương mù là gương cầu rất là ăn chơi. Bên đây chúng ta sẽ có cái hốc gió để tăng tính khí đồng học cho xe. Đây. Phía hai bên chúng ta sẽ có hai cái gương theo tiêu chuẩn châu, gương liền mảnh chứ không phải là dạng hai cái như mẫu xe kia. Ở phiên bản này thì các bạn thấy là đây là phiên bản nóc hấp dùng để đi công trình, nhưng mà lại là cản hấp luôn, nó phẳng rất là đẹp. Nên mình đi về phần bên hông của xe. Đây. Đầu tiên là về cái phần tem, đây là B500, là tương ứng là mẫu xe này sử dụng động cơ là 500 mã lực. Còn số 190 này cũng chưa rõ, các bạn nào biết thì comment bên dưới. Đây là code của xe, theo xe. À đúng rồi, nó là số 190 này là tải trọng của xe là 19 tấn. Đây chúng ta sẽ có một cái học để đồ. Tay nắm cửa kiểu dọc này thuận tiện hơn cho việc lên xuống xe. Khoan nói về nội thất. Tiếp tục là ở mẫu Hyundai xe này thì chúng ta sẽ có một cái hộp đồ ở hai bên, bên tài và bên phụ đều có. Hộp đồ này thì nó mở bằng công tắc ở trong cabin này. Đây, mình cho các bạn xem. Đây, đây có công tắc. Và trong đây thì nó sẽ có một cái lẫy. Không biết các bạn thấy không? Gạt xuống, mở ra. Đây, hộp để đồ này thì nó hông với trên, nó trên tắc lô luôn, nó là trên cabin luôn, để có một số vật dụng. Đây có bình chữa cháy, quy định ở bên hàng thì chúng ta cũng vẫn có bình chữa cháy như Việt Nam.
phía sau thì chúng ta sẽ có cái phần Boe. Boe của Xsen thì làm theo tiêu chuẩn châu Âu nên nó âm vô phần cabin. Như bạn thấy, nó âm vô. Nhìn rất là gọn và đẹp. Đi về phía sau. Ở mỏng này thì chúng ta sẽ có cái bô hộp rất là đẹp. Theo mình biết thì mẫu xe này là tiêu chuẩn là Euro 6. Có bình AdBlue thì chúng mình sẽ cho các bạn xem. Và đây là phần treo sâu của mẫu xe này, là treo bằng bầu hơi nha các bạn. Tất cả có 4 bầu hơi cho hai cái phía trước, hai cái phía sau. Đây là phần bô mặt lưng của Boe. Bây giờ mình sẽ đi vào phần ở dưới thứ hai thì nó cũng y chang như dưới một thôi. Đây là bình dầu nhôm. Đây là cái chân chống của cái hệ thống bơm bê tông. Do cái bãi này nó hơi nhỏ nên mình không thể vươn cần được cho nó. Đến chúng ta sẽ có cái này dùng để điều khiển mấy cái càng, chân càng đây. Đây là nút dừng khẩn cấp. Đây là thước dùng để cân bằng. Đây là bình xử lý khí thải lưu đây. Đây là mức của cái bình này. Chúng đi xem. Đây là dí 3 của xe. Nó có thể lên xuống. Và dí này là dí lái hữu động nha các bạn. Là khi các bạn đánh lái thì nó vào cua nó tự động nó bẻ heo. Đây là lớp béo với thông số là 385x65 R2F5. Lớp này mà gắn lên bánh trước là hết bài luôn, nhìn rất là gấu. Thấy đây là ở trong treo sâu của cái dí phụ này. Còn có một bầu hơi và một cái phần để đánh lái. Đây là dí hữu động. Đây là phần lớp kê của hai cầu sau. Do đây là bản đi công trường nên là lớp gai. Hãng lớp phía sau thì mình mới thấy lần đầu. Xe rất là đẹp. Mỗi này là 5 giò nên rất là dài. Cần bơm của Jin. Đây là cái phần để đổ bê tông vào. Rồi phần đèn hậu thì các bạn thấy phần đèn hậu làm rất là đẹp. Tuy nó đơn giản nhưng mà nhìn rất là sang trọng, tinh tế. Đây chúng ta sẽ có cái chân chống phía sau. Nó rất là dài các bạn. Nó từ phía đó tới đây luôn. Cái cần này em đoán chắc cũng cỡ 5m. Bên đây thì dùng để cũng có một cái để điều khiển chân chống. Đây là cái phần hộp điện của xe và cái phần bình hơi. Đây. Xe rất là đẹp. Đây mình sẽ mở ca lăng của xe. Ở mẫu này thì chúng ta muốn lật cabin thì chúng ta phải mở ca lăng, vì nếu không thì nó sẽ cạ và gãy cái mặt ca lăng này. Đây là hệ thống treo trước của cabin. Đây là bồn hơi hết. Rất tiếc thì mẫu xe này hiện đang bị trục chặt nên mình không thể đề máy được. Xem một vòng. A few moments later. Hãy mở cabin lên. Thì nó sẽ nâng cái cabin lên một tí. Bắt đầu. Mấy bạn đăng ký kênh đi cho đây. Admin có tiền. Tô mang có sức năng cabin. Sau một hồi thì anh ta đã biết được cái đường nâng điện. Anh đi cục xúc. Các bạn ơi có nâng điện. Mình ngây thơ quá. Rồi chạy được rồi.
rồi ngắm máy Excel nha các bạn. Bự chập bá. Coi cốt má là máy gì đây. Đây chỉ cần bấm nút và tự động sẽ lên và tự động xuống luôn. Động cơ chúng ta là động cơ D6 xe với dung tích là 12,7 lít, rất là to đúng không các bạn? Mà nó mới có thể sạc xin được công suất tới gần 500 mã lực. Đi kèm với đó chúng ta sẽ có hộp số là 16 cấp. ZF. Rồi nó xe công trình khá là dơ. Và sau một hồi mày mò thì mẫu xe này nó không bị gì cả. Do là nó xài keyless engine nên là phải đập phanh và nhấn nút thì nó mới bắt đầu đề được máy. Đây. Trăm mã lực, máy nổ rất là giòn. Lên ga thử coi.